Không muốn tốn tiền mua quần áo, người đàn ông chi hơn 150 triệu xăm kín người. Người đàn ông này đã trải qua 200 giờ đau đớn mới hoàn thành được tất cả những hình xăm trên cơ thể mình. Không còn phải nhận những ánh mắt thiếu thiện cảm như trước, ngày nay, nghệ thuật xăm mình đã dần trở thành một xu hướng phổ biến và đam mê của rất nhiều người. Họ không những phải chi số tiền khổng lồ cho thú vui này mà còn phải chịu khá nhiều đau đớn. Tuy nhiên, để nói về người chịu chê nhất về khoản xăm mình, chắc phải nhắc tới ông Ray Houghton, 59 tuổi, sống ở Tây Ban Nha. Được biết, ông Ray là một huấn luyện viên thể hình nổi tiếng ở xứ sở Bò Tót. Lúc đầu, Ray chỉ muốn xăm đè vào những hình xăm cũ vì nó không hợp với cơ thể khỏe mạnh của ông. Tuy nhiên, khi nhìn những hình xăm được lấy ý tưởng từ bộ tộc Maori, Ray đã quyết định phủ kín cơ thể mình bằng những họa tiết độc đáo đó. Người đàn ông 59 tuổi này đã chi khoảng 162 triệu Việt Nam đồng và mất 14 tháng để hoàn thành tác phẩm trên cơ thể mình với tổng thời gian hơn 200 tiếng. Hình xăm đã phủ kín toàn bộ cơ thể của Ray từ mặt, bàn tay và bàn chân. Là một huấn luyện viên thể hình có một cơ thể đẹp và được mọi người chú ý là mơ ước từ lâu của ông. Ray kể rằng rất nhiều người đã xin chụp ảnh cùng vì họ quá ấn tượng với hình xăm của ông. Hơn thế nữa, từ khi cơ thể được phủ kín hình xăm, ông cảm thấy trẻ ra nhiều tuổi và tự tin hơn với vẻ ngoài của mình. Ray mong muốn rằng những người đàn ông ở độ tuổi 60 sẽ lấy ông ra làm hình mẫu lý tưởng để học hỏi theo.